Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Như clip vừa rồi thì em có giới thiệu cho mình về dòng xe Honda Vision. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho mình một cái mẫu xe của Yamaha ha. Thì cái mẫu xe này nó cũng được nhiều người ưa chuộng và cái kiểu dáng của nó cũng gần giống với Honda Vision. Về chiều cao và nó nhẹ hơn Honda Vision một chút xíu dành cho các bạn nữ mà khá là nhỏ con, chẳng hạn giống như em thì ngồi xe này rất là hợp ha. Đó là dòng xe Janus. Thì Janus hiện tại bên em giá chỉ dao động tầm khoảng 26.100.000 cho tới 29.900.000 thôi ha. Giá này chưa bao gồm biển số. Anh chị hãy comment hoặc là liên hệ cho em theo số điện thoại mà em để dưới màn hình thì nó sẽ em sẽ báo giá cho mình đầy đủ luôn cả biển số. Chỉ cần báo cho em biết là mình muốn đăng ký biển số ở tỉnh nào và thành phố nào thì em sẽ hỗ trợ báo giá cho mình nha. Rồi, về dòng xe này thì chúng ta sẽ thấy là kiểu dáng của nó rất là nhỏ gọn, rất phù hợp với lại tất cả các bạn nữ ha. Chẳng hạn giống như với lại ngồi nó với chân cũng tới nữa, nó cũng ngang ngang với Vision phiên bản thường. Thì dòng xe hiện tại con mà em đang quay cho anh chị con này là phiên bản giới hạn ha. Phiên bản giới hạn của bên em có giá là 29.900.000. Ngoài ra còn phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt chẳng hạn như hai con ở trên này cũng là phiên bản giới hạn luôn. Giới hạn của nó đa dạng màu. Thì riêng về tất cả các dòng xe của Yamaha thì nó có rất nhiều màu sắc luôn ha. Nên là cũng không cần là mình phải lên 3D chi cho tốn thêm 2.500.000 ha. Đó, thủ tục trả góp thì bên em chỉ cần trả trước cho bên em là khoảng 2 triệu thôi, 2 triệu đến 3 triệu gì đó tùy theo khả năng của anh chị ha. Và thủ tục bên em cực kỳ nhanh chóng, chỉ mất khoảng 45 phút thôi là mình đã có thể nhận xe rồi. Hồ sơ bên em chỉ cần mỗi căn cước công dân, ví dụ như mình có thêm bằng lái xe hoặc bảo hiểm thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội và nhiều mặt ngân hàng để chúng ta vay hơn ha. Để mà mua xe trong dịp Tết Nguyên Đán này, hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mãi nón bảo hiểm dứt miễn phí nè, móc khóa nè. Và anh chị hãy liên hệ trực tiếp cho em sẽ giảm ngay 500.000 vào giá xe cho anh chị. Hãy liên hệ em qua số điện thoại 0336 074 707. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.